Dragon Heat và Thăng Long Warriors bước vào game 3 với tâm lý buộc phải thắng. Bởi ai cũng hiểu rằng đây là trận đấu bản lề vô cùng quan trọng. Rõ ràng, Thăng Long Warriors là đội bóng chiếm ưu thế hơn khi thi đấu ở home game. Và ở trận đấu gần nhất, họ cũng là đội bóng giành chiến thắng. Đây là bóng dành cho Justin Young. Bóng phiên bản đã có một tình huống cho bóng thành công. Bóng ra ngoài biên. Thưa các bạn, lại một lần nữa tôi đã nhầm. Đó là Xuyên Minh Hàn của bóng phiên bản. Tuy nhiên, áp lực đó dường như khiến các cầu thủ Thăng Long Warriors gặp vấn đề tâm lý. Hiệu suất dứt điểm của đội bóng áo đỏ có những thời điểm dưới 30%. Dragon Heat cũng không khá hơn, nhưng họ lại có những cá nhân biết lên tiếng đúng lúc. Sau khi Nguyễn Huỳnh Phú Vinh ghi 6 điểm đầu tiên cho Dragon Heat, Justin Young hay là Duy Giang, nhưng vừa rồi đó là một pha 2 điểm nữa của Nguyễn Huỳnh Phú. Đây là Yosuke. Justin Young đang áp rất sát. Chuyền bóng cho Phú Vinh, 2 điểm nữa cho số 12 của Dragon Heat, 6 điểm liên tiếp cho anh. Yosuke đáp trả những nghi hoặc bằng màn trình diễn ấn tượng nửa đầu trận đấu. Trước giờ nghỉ, cầu thủ này đã lập double-double với 14 điểm, 14 rebound. Ngay lập tức đã có Yosuke, anh đã ghi 8 điểm liên tiếp để Duy Giang thoát khỏi sự truy cản của Hoàng Thế Hiển. Và đây là đường chuyền rất khó, nhưng Yosuke vẫn ghi được 2 điểm và không thêm quả đá phạt cho mình. Sau giờ nghỉ, mọi thứ càng trở nên tồi tệ với Thăng Long Warriors khi họ không thể ngăn cản sự hưng phấn của các cầu thủ Dragon Heat. Hết Phú Vinh tới Kim Bản, Duy Giang và Kim Jisoo liên tục mang về điểm số để tạo nên khoảng cách lên tới 18 điểm. Nhanh pha bắn rổ từ xa và đó là pha bắn rổ của cầu thủ Kim Jisoo. Bước sang hiệp 4, sự xuất sắc của Đặng Thái Hưng đã giúp Thăng Long Warriors kéo khoảng cách về còn 9 điểm. Bất ngờ thì thực sự là rất khó để trọng tài có thể đánh rổ. Lại là Đặng Thái Hưng đang. Tuy nhiên, một mình số 7 áo đỏ không thể tạo nên sự khác biệt. Hai tình huống turnover liên tiếp của các học trò huấn luyện viên Lukic khiến họ đánh rơi 4 điểm và rơi vào thế khó khi trận đấu chỉ còn 5 phút. Tuyển thủ này thực hiện thành công 2 lần. Để mất bóng rồi. Đó rõ ràng là khoảng cách rất lớn khi mà Dragon Heat có được sự hưng phấn lớn. Còn Thăng Long Warriors không chỉ đối mặt với khoảng cách điểm số mà còn là bài toán tâm lý rất lớn. Dù những nội binh như Hoàng Thế Hiển, Đặng Thái Hưng hay Nguyễn Văn Hùng đã thi đấu rất tốt, thế nhưng khoảng cách điểm quá lớn khiến Thăng Long Warriors bất lực và chấp nhận thất bại chung cuộc 53-65. Dragon Heat qua đó vươn lên dẫn trước 2-1 trong series final.